Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thanh và mình là sinh viên của trường Full Sail University tại Florida, Mỹ. Mình thực ra đã tốt nghiệp 2 tháng trước, thạc sĩ ngành Film Production và sản xuất phim tại Full Sail. Mình hoàn thành khóa học của mình trong vòng 1 năm, từ tháng 3 năm 2018 cho tới hết tháng 3 năm nay. Chắc là các bạn lại hỏi vì sao mình chọn Full Sail và vì sao mình lại chọn theo học ngành Film Production. Thì cũng phải nói qua cho các bạn một chút về background của mình. Ngày trước thì mình học Đại học Ngoại thương Hà Nội, khoa Tài chính Ngân hàng. Tuy nhiên lúc tốt nghiệp thì mình nghĩ rằng là mình rất là không hợp với cả ngành ngân hàng nên mình rất muốn đổi ngành. Và lúc đấy thì mình đã bắt đầu làm việc PR, là Public Relations cho CGV trong team phát hành phim. Và đó là lần đầu tiên mà mình được tiếp xúc với phim ảnh. Và lúc đấy thực sự là nó đã khai sáng một niềm đam mê ẩn giấu của mình từ rất lâu nay. Mình quyết định là mình cần phải học về phim một cách bài bản, thay vì giống như rất nhiều người ở nhà là mọi người sẽ làm dựa theo kinh nghiệm và cứ làm nhiều thì mình sẽ biết. Nhưng mà đối với mình thì việc có một kiến thức căn bản là rất quan trọng. Đó, và tại sao lại là Full Sail? Bởi vì tất nhiên là mình sẽ muốn qua Hollywood, cái nôi của điện ảnh, để học về phim. Và Full Sail thực sự là một lựa chọn phù hợp bởi vì rất là tiết kiệm thời gian, bạn chỉ mất 1 năm để học thạc sĩ thôi. Mình cũng khá băn khoăn về chất lượng nhưng mà sau khi mình học thì mình cảm thấy rất hài lòng. Tại vì 1 năm đấy bạn học và bạn được thực hành rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì mà mình tưởng tượng trước đây. Nói kỹ hơn về lý do mà mình chọn Full Sail thì có 3 điểm. Thứ nhất là bạn không nhất thiết phải có bằng cấp liên quan tới ngành học mà bạn muốn theo đuổi như mình đã nói trước đây. Thứ hai nữa là thời gian học rất ngắn. Nếu mà bạn học Master, tức là học thạc sĩ thì bạn chỉ mất 1 năm, và nếu bạn học đại học thì bạn mất gần 2 năm, là 20 tháng. Lý do mà họ có những chương trình học rất là ngắn thời gian như thế là bởi vì bạn sẽ phải đi học liên tục tất cả các ngày, hầu như tất cả các ngày trong tuần, và có rất là nhiều bài tập. Và những kỳ nghỉ của bạn, ví dụ như kỳ nghỉ xuân, kỳ nghỉ hè thì thường chỉ kéo dài trong vòng 1 tuần, chứ bạn sẽ không có 3 tháng hè nghỉ như là tất cả các trường khác. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng là có lẽ việc này sẽ rất là vất vả, nhưng mà so với áp lực học hành ở Việt Nam hay là các nước châu Á khác thì thật sự là mình cảm thấy mình còn có thể học bận hơn ở Full Sail. Thêm một điểm cộng nữa cho Full Sail đấy là bạn sẽ không chỉ học về ngành mà bạn học, mà bạn còn được làm quen với các bạn học những ngành khác. Ví dụ như là ngành làm kỹ xảo điện ảnh này, hoặc là bạn làm quen với những bạn học hoạt hình, hoặc là những bạn học sản xuất âm nhạc, hoặc là học thu âm, thì bạn có thể gọi là corporate, là để kết hợp với các bạn ấy. Ví dụ bạn làm phim xong, bạn có thể làm quen với một bạn bên học nhạc và bạn nhờ bạn ấy viết cho mình một đoạn nhạc về phim chẳng hạn. Thì những bạn học nhạc ở đây thì cũng học nhạc cho phim và cho game rất là nhiều, cho nên những việc kết hợp như thế mình thấy rất là thú vị.